trong niệm niệm chỉ bày vào biển phương tiện tất cả ba đời trong niệm niệm chỉ bày đến tất cả cõi thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa trong niệm niệm chỉ bày tất cả hạnh nguyện của các bồ tát khiến cho tất cả chúng sinh trụ nhất thiết trí việc làm như vậy luôn không ngừng nghỉ lại hiện ra số thân mây đồng tất cả tâm chúng sinh đến khắp trước tất cả chúng sinh nói vô biên lực của các bồ tát tu tập pháp trợ đạo nhất thiết trí lực không thể phá hoại cầu nhất thiết trí lực vô cùng tận lực bất thối truyền tu hạnh vô thượng lực không gián đoạn lực pháp không nhiễm trước nơi sinh tử, lực phá được tất cả các chúng ma, lực xa lìa tất cả dơ phiền não, lực phá được tất cả núi nghiệp chướng, lực trụ nhất thiết trí, tu hạnh đại bi không mệt mỏi, lực chấn động tất cả cõi nước chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ, lực phá được tất cả các ngoạn đạo, lực chuyển bánh xe pháp khắp thế gian, dùng phương tiện thành thục như vậy khiến các chúng sinh đến nhất thiết trí lại hiện ra vô lượng mây biến hóa sắc thân đồng số tất cả tâm chúng sinh đến khắp mười phương vô lượng thế giới tùy tâm chúng sinh diễn nói trí hạnh của tất cả bồ tát như là nói trí huệ vào tất cả biển cõi chúng sinh nói trí huệ vào tất cả biển tâm chúng sinh nói trí huệ vào tất cả biển căn chúng sinh nói trí huệ vào tất cả biển hạnh chúng sinh nói trí huệ độ tất cả chúng sinh chưa từng thất thời nói trí huệ âm thanh và mang tất cả pháp giới nói trí huệ niệm niệm khắp tất cả biển pháp giới Nói trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới thành hoại Nói trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới thành trụ tra nghiêm khác biệt Nói trí huệ niệm niệm tự tại gần gũi cúng giường tất cả như lai Nghe thọ pháp luân, thị hiện trí ba la mật như vậy Khiến cho các chúng sinh đều sinh hoan hỉ, sung sướng vui mừng Tâm họ thanh tịnh, sinh sự hiểu biết chắc chắn Cầu nhất thiết trí không có thối chuyển như nói các ba la mật của Bồ Tát thành thục chúng sinh diễn nói đủ thứ hạnh pháp của tất cả Bồ Tát như vậy để vì lợi ích chúng sinh. Lại ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông hiện ra vô lượng thân mây chúng sinh như là hiện ra thân mây tương tự như trời sắc cứu kính, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời vô nhiệt, trời vô phiền. Lại hiện ra thân mây tương tự như trời thiểu quảng, trời quảng quả, trời phước xanh, trời vô vân hiện ra thân mây tương tự trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời thiểu tịnh, hiện ra thân mây tương tự trời quang âm, trời vô lượng quang, trời thiểu quang, hiện ra thân mây tương tự trời đại phạm, trời phạm phụ, trời phạm chúng, hiện ra thân mây tương tự trời tự tại, trời hóa lạc, trời đâu xuất đà, trời tu dạ ma, trời đao lợi và các thiên tử, thiên nữ.